Khớp mộng ti các mẹ hãy chú ý ở đây, chúng ta hãy để ý là thứ nhất là môi trên và môi dưới của em bé phải áp sát vào bầu ngực của mẹ và phải ngậm được cái quầng thâm của mẹ, thì như vậy nó sẽ hạn chế cái lượng khí nó trôi vào, nó khiến cho em bé hay bị đầy bụng và khó chịu ở mạch bụng. Và hãy chú ý rằng là cái khớp ngậm ti các mẹ nên điều chỉnh trong 1 tháng đầu tiên thì là dễ nhất, còn trên 2-3 tháng thì gần như là một cái thói quen sẵn rồi thì rất là khó để điều chỉnh khớp ngậm ti. Thứ hai nữa là về tư thế cho em bé bú, các mẹ hãy chú ý đầu, thân và chân của em bé sẽ trên một đường thẳng như thế này ạ. Thì sao ạ? Bởi vì khi mà em bé nằm như thế này và áp sát vào bầu ngực mẹ, mắt của em bé nhìn vào bầu ngực mẹ đúng không ạ? Thì có những cái trường hợp là em bé các mẹ để ngửa như thế này ạ, sau đó các mẹ để đầu em bé quay về đây. Như vậy thì các mẹ hãy tưởng tượng giống như việc chúng ta ngồi đây và chúng ta quay ngửa ra, chúng ta uống nước. Như vậy thì chúng ta có uống được không ạ? Chúng ta uống rất là khó khăn. Và thứ hai là chúng ta cái lượng sữa vào nó không được đủ và em bé bú không đủ no, sẽ khiến cho tình trạng là em bé sẽ hay quấy các mẹ và hay khó ngủ hay là ậm ạch đúng không ạ? Và thứ ba đó là lưu lượng sữa. Các mẹ hãy chú ý mỗi lần cho em bé bú xong là cần phải cạn kiệt từng bên bầu vú một, bởi vì vú của chúng ta nó giống như cái giếng khơi ấy, chúng ta càng đào sữa của chúng ta càng về. Vậy các mẹ hãy lưu ý 3 bước trên để chúng ta có một cái quãng thời gian cho em bé ti đúng đủ, được không ạ?